Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một chủ đề trong chương 3 hình học chính. Rồi, chủ đề đó là tứ giác nội tiếp. Thì sau khi học được chủ đề này xong, thì thầy mong các em sẽ nắm vững 8 cái hình vẽ trên màn hình ha. Rồi, bắt đầu chúng ta bắt đầu buổi học. Rồi, bây giờ thầy cho hình vẽ sau. Rồi. Cho hai hình vẽ thứ nhất là tứ giác ABCD và đường tròn tâm O. Hình vẽ thứ hai là tứ giác MMBQ và đường tròn tâm Y. Rồi, cho câu hỏi. Hãy quan sát các đỉnh của tứ giác ABCD với đường tròn tâm O và các đỉnh MMBQ với đường tròn tâm Y. Rồi, 10 giây quan sát. Thôi, hết 10 giây. Này, giờ thầy cho hiện lên hai cái đường tròn màu xanh đậm. Rồi, thì chúng ta thấy các đỉnh của tứ giác ABCD như thế nào với đường tròn tâm O? À, đúng rồi, nó cũng thuộc đường tròn tâm O. Trong khi đó, các đỉnh MMBQ như thế nào với đường tròn tâm Y? À, các đỉnh MMBQ không cùng nằm trên đường tròn tâm Y. À, cụ thể đây mình thấy đỉnh Q nó nằm ngoài đường tròn tâm Y. Đúng chưa? À, và dựa trên hai cái hình này người ta đưa đến kiến thức mới ngày hôm nay. À, cái tứ giác ABCD có 4 đỉnh cùng nằm trên đường tròn tâm O. Người ta nói tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Rồi, trong khi đó tứ giác MMBQ không nội tiếp đường tròn tâm Y. Và người ta khẳng định cũng không nội tiếp bất kỳ đường tròn nào. Rồi, thì để trả lời được cái hai cái câu mà người ta khẳng định cho. Giờ chúng ta sẽ vào bài mới. Đây, một la mã định nghĩa. Chúng ta có định nghĩa như sau. Một tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn, được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn, và gọi tắt là tứ giác nội tiếp. Rồi, vậy là đúng với định nghĩa ha. Thì 4 đỉnh của tứ giác ABCD này cùng nằm trên đường tròn tâm O. Do đó người ta nói tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Rồi, kế tiếp. À, tứ giác MMBQ do 4 đỉnh nó không cùng nằm trên đường tròn tâm Y. Do đó người ta nói nó là tứ giác MMBQ không nội tiếp trong đường tròn tâm Y. À, và khẳng định và cũng không nội tiếp trong bất kỳ đường tròn này. Rồi, cái vế sau thì sau khi học xong chúng ta sẽ trả lời tại sao người ta khẳng định như vậy ha. Rồi, vậy từ đó mình đưa đến tóm tắt. Vậy là tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác đó có 4 đỉnh cùng thuộc một đường tròn. Rồi, vậy là sau khi nắm được định nghĩa của nó rồi, bây giờ chúng ta qua phần 2 là mã định lý. Rồi, chúng ta coi coi tứ giác nội tiếp nó sẽ có những định lý gì ha. Rồi, một nhỏ là định lý thuận. Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 180 độ. Rồi, đã nói tới định lý là phải vẽ hình, ghi giả thiết kết luận và chứng minh. Rồi, giờ chúng ta làm các bước đó. Rồi chưa? Rồi, hình vẽ có rồi, giả thiết kết luận có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tại sao một tứ giác nội tiếp thì tổng số đo hai góc đối diện bằng 180 độ. Rồi, bây giờ thầy sẽ chứng minh cái cặp góc A và C trước. Đây là hai góc đối diện ha. Mình chứng minh, mặc dù không có số đo gì hết, nhưng mà nhờ tứ giác nội tiếp, một lát mình sẽ chứng minh là hai góc này cộng nhau ra 180. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành chứng minh. Bây giờ chúng ta sử dụng giả thiết tứ giác ABCD nội tiếp. Rồi, chúng ta coi tứ giác ABC nội tiếp thì có điều gì. Rồi, bây giờ tứ giác ABCD nội tiếp thì lúc đó cái góc A của mình chính là cái góc nội tiếp BAD, còn cái góc C của mình là góc nội tiếp BCD. Đúng nè, mà mình đã học rồi. Trong đường tròn thì số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cũng bị trắng. Dưới đây mình sẽ có góc BAD, nó bằng một nửa số đo cung BCD. Góc BCD thì sẽ bằng một nửa số đo cung BAD. Rồi, tìm được các số đo nó rồi. Bây giờ yêu cầu chúng ta thực hiện phép toán cộng đúng không? Rồi, chúng ta tiến hành cộng lại. Vậy là góc BAD cộng góc BCD sẽ bằng một nửa số đo cung BCD cộng với một nửa số đo cung BAD. Rồi, chúng ta làm cho nó gọn lại. Thành một nửa tổng của số đo hai cung BCD và BAD.
mà tổng số đo của hai cung này thành là số đo của đường tròn. Được chưa? Mà số đo đường tròn là 360 độ. Vậy một nửa của 360 độ là 180 độ. À, vậy là chúng ta đã chứng minh được là góc A cộng góc C bằng 180 độ. Vậy bây giờ còn góc B cộng góc D thì sao? Thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta chứng minh tương tự như là góc A cộng góc C. Rồi, cách thứ hai là chúng ta dùng kiến thức của lớp 8 ta làm tiếp. À, thì như lớp 8 ta đã học rồi, trong tứ giác thì tổng số đo bốn góc là bao nhiêu? Chính xác, 360 độ. Vậy chúng ta áp dụng tiếp. Mà tổng số đo của bốn góc này là bằng 360 độ. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng tìm được tổng của góc B và góc D là 180 độ. Vậy là chúng ta đã chứng minh xong được định lý thuận trong một tứ giác nội tiếp. Tổng số đo hai góc đối diện bằng 180 độ. Mà sau này chúng ta thường nói tắt là trong tứ giác nội tiếp thì hai góc đối bù nhau. Rồi, nhớ điều đó ha. Rồi, bây giờ có thuận thì dĩ nhiên phải có đảo. Vậy chúng ta qua định lý đảo. Rồi, chúng ta có nội dung định lý đảo sau đây. Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 180 độ thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn. Rồi, chúng ta tiến hành ghi giả thiết kết luận. Vậy là theo định lý đảo, chúng ta có tổng của góc A và góc C là 180 hay là tổng của góc B và góc D là 180 thì chúng ta kết luận ngay tứ giác ABCD nội tiếp. Thì để chứng minh cái định lý này thì nó liên quan tới kiến thức là cung chứa góc. Mà theo chương trình giảm tải thì cung chứa góc chúng ta tạm thời giảm tải. Do đó định lý này chúng ta tạm thời chấp nhận không chứng minh ha. Rồi, vậy là chúng ta đã được một cái định lý gồm có hai phần là thuận và đảo của tứ giác nội tiếp. Vậy từ đó tóm lại, vậy từ hai định lý này người ta phát biểu ngắn gọn lại là tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ. Đó là ghi nhớ thứ hai. Rồi, ngoài định lý này ra thì tứ giác nội tiếp nó còn các định lý bổ sung mà sau này chúng ta có quyền áp dụng nó để giải các bài tập liên quan tới tứ giác nội tiếp. Rồi, định lý bổ sung thứ nhất. Một tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành vẽ hình và ghi giả thiết của định lý này. Đây, thì định lý này nó cũng gồm có hai phần là thuận và đảo. Thuận có là nếu có tứ giác nội tiếp thì mình suy ra là góc ngoài tại một đỉnh sẽ bằng góc trong của đỉnh đối diện. Và đảo lại, nếu tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện thì mình kết luận nó là nội tiếp. Rồi, đây cụ thể là như trên hình vẽ ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh định lý thuận trước. Theo định lý thuận, chúng ta có tứ giác ABCD nội tiếp. Rồi, chúng ta sẽ chứng minh cho ra góc A và góc C1 này bắt buộc phải bằng nhau. Rồi, thì như định lý ở phần tứ giác nội tiếp đầu tiên chúng ta đã học rồi. Nếu tứ giác nội tiếp thì hai góc đối nó sẽ bù nhau. Vậy là góc A và góc BCD sẽ là bù nhau. Đúng không? Bù nhau nghĩa là cộng lại 180 đó. Được chưa? Rồi, quá đơn giản ha. Mà cái góc BCD này nó liên hệ góc C1 sao? Nó kề bù với góc C1 đó. Vậy từ đó góc C1 cộng góc BCD sẽ bằng 180 độ, lý do là kề bù. Mà nếu rõ ràng vậy thì chuyện dĩ nhiên là góc A và góc C1 phải sao? Bằng nhau. Nghĩa là chúng ta đã chứng minh được chiều thuận tứ giác nội tiếp thì góc ngoài bằng góc đối trong. Bây giờ chúng ta qua chiều đảo. Chiều đảo là bây giờ nếu như mình có góc ngoài bằng góc đối trong, mình sẽ chứng minh tứ giác đó nội tiếp. Đây. Giờ chiều đảo mình có giả thiết là này. Đúng không? Góc A và góc C1. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng góc A và góc C1 này để chứng minh cho ra tứ giác này nội tiếp. Thì theo định lý số 1 hồi nãy chúng ta thấy, nếu mà chúng ta chứng minh được tứ giác nó có hai góc đối bù nhau thì tứ giác nội tiếp, đúng không? Vậy là bây giờ mình sẽ dựa vào A bằng C1 để mình chứng minh ra là trong cái tứ giác này sẽ xuất hiện một cặp góc đối bù nhau. Được chưa? Rồi bây giờ A bằng C1 rồi. Mà góc C1 cộng góc BCD là nhiêu? 180 độ kề bù. Chuyện đơn giản ai cũng biết. Đúng không nè? Vì kết hợp hai cái này lại thì chúng ta dĩ nhiên có góc A cộng góc BCD phải bằng 180 độ.
mà góc A với góc BCD là hai góc đối của tứ giác ABCD. Vậy theo định lý trên, chúng ta có hai góc đối bù nhau thì dẫn đến tứ giác này. Nội tiếp. À, vậy là chúng ta đã chứng minh được hai định lý thuận đảo của cái định lý bổ sung thứ nhất. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta nhớ định lý này ha. Rồi, giờ chúng ta qua đề kế tiếp. Đây, bây giờ trước qua định lý bổ sung thứ hai, thì giờ thầy có một số điều giải thích như sau. À, nếu như thầy có góc CAD bằng alpha, thì lúc đó người ta sẽ nói là điểm A nhìn đoạn CD dưới góc alpha. Điểm A nè. Nhìn đoạn CD nè. Dưới góc alpha nè. Được chưa? Rồi. Bây giờ khi người ta nói điểm B nhìn CD dưới góc alpha, có nghĩa là gì? À, có nghĩa là góc CBD cũng bằng alpha luôn. Rồi, nắm vững hai cách nói đó ha. Mà nếu như vậy thì lúc đó người ta kết luận A và B cùng nhìn CD dưới góc alpha, có nghĩa là góc CAD và góc CBD bằng alpha. Nắm rõ chưa? Rồi, nắm vững hai cái điều này ha, thì một lát chúng ta khi người ta nói ngược nó xuôi gì mình cũng hiểu hết. Được chưa? Có hai góc này bằng alpha thì ta nói là góc đỉnh điểm A và điểm B cùng nhìn CD với góc alpha. Thì ngược lại điểm A và điểm B cùng nhìn CD với alpha thì kết luận hai góc này bằng alpha. Nắm rõ chưa? Rồi, nói ngược nói xuôi nhớ nha, để một lát mình hiểu ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào nội dung định lý. Là định lý bổ sung thứ hai. Tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Đây, thì định lý này cũng gồm hai phần thuận đảo. Đây, bây giờ thầy giải thích. À, tứ giác có hai đỉnh kề nhau. Thì đây, hai đỉnh kề nhau ở đây người ta chọn là đỉnh A và đỉnh B. Được chưa? Cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại. Rồi, hai đỉnh còn lại là D và C. Vậy là cái cạnh đó là cạnh CD. Dưới một góc alpha đây, dưới góc alpha đây. Đây, nắm vững các giải thích trên hình vẽ này ha. Rồi, bây giờ chúng ta coi định lý thuận nó là gì. À, định lý thuận là nếu tứ giác ABCD nội tiếp thì phải chứng minh cho được hai góc này luôn luôn bằng nhau. Được chưa? Rồi, giờ mình coi tứ giác ABCD nội tiếp làm gì ha. Rồi, giờ nếu tứ giác ABCD nội tiếp thì cái góc CAD này nó là loại góc gì của đường tròn? Mà mình đã học. Góc gì nè? À, góc nội tiếp. Rồi, nó chắn cung nào? Nó chắn cung CD. Được chưa? Rồi, giờ mình kiểm tra. Góc CBD cũng là góc nội tiếp của đường tròn 5 ô và chắn cung CD luôn. À, vậy theo một hệ quả mình đã học trong bài các loại góc với đường tròn, các góc nội tiếp chắn cùng một cung thì sao? Bằng nhau, đúng rồi. Đó là kiến thức mình đã học ha. Vậy là chúng ta đã chứng minh xong chiều thuận. Đây, bây giờ qua chiều đảo. À, chiều đảo bây giờ nó cho mình ngược lại là gì? Ngược lại là nó cho mình góc CAD bằng góc CBD bằng alpha. Yêu cầu mình chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp. Đây, thì mình học rồi. Nội tiếp thì là bốn đỉnh nó phải cùng nằm trên một đường tròn. À, vậy bây giờ mình sẽ dựa vào hai cái góc này bằng nhau, mình chứng minh bốn đỉnh này luôn nằm trên một đường tròn. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành chứng minh. Thì theo bài cung chứa góc chúng ta đã học rồi. Nếu góc CAD và góc CBD bằng alpha thì hồi nãy mình nói có nghĩa là A và B cùng nhìn CD dưới góc alpha, đúng không? Được chưa? Mà CD ở đây là cố định, đúng không nè? Vậy từ đó theo bài cung chứa góc mình sẽ có kết luận là gì? Điểm A và điểm B sẽ nằm trên cung chứa góc dựng trên đoạn DC. Hay nói cách khác là bốn điểm ABCD này cùng thuộc một đường tròn. Thì từ đó dẫn đến nó nội tiếp. Đơn giản. Đúng nè, dẫn đến nó nội tiếp rất là đơn giản, không khó khăn gì hết. Rồi, nắm rõ chưa? Rồi, quá đơn giản không nè. Vậy là chúng ta có định lý bổ sung thứ hai. Tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Rồi, đó là định lý bổ sung thứ hai. Bây giờ chúng ta qua định lý bổ sung thứ ba. Là định lý bổ sung thứ ba, hình thang nội tiếp khi và chỉ khi hình thang cân. À, hình thang cân thì mình đã học ở lớp 8 rồi phải không nè. Vậy hôm nay mình coi cái điều gì mới để nó kết hợp được với tứ giác nội tiếp ha. Rồi, chúng ta ghi giả hình và ghi giả thiết kết luận của định lý này.
Thì định lý này nó cũng có hai chiều thuận đảo. À, chiều thuận là nếu hình thang nội tiếp, mình chứng minh hình thang đó là hình thang cân. À, và chiều đảo là nếu hình thang đó là hình thang cân, mình chứng minh hình thang đó nội tiếp. Bây giờ chúng ta tiến hành chứng minh chiều thuận trước. Theo chiều thuận cho mình là đây là hình thang, đúng không? Hình thang nội tiếp. Đúng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng. Rồi bây giờ nếu hình thang thì mình sử dụng điều gì? Thì mình học với lớp 8 rồi, nếu hình thang thì dẫn đến là hai cạnh đáy nó song song với nhau. Đúng nè. Rồi, hai cạnh đáy của nó song song với nhau. Và nếu hai cạnh đáy nó song song với nhau thì lúc đó góc A và góc D này sẽ là hai góc trong cùng phía. Và mình học rồi, hai góc trong cùng phía mà có song song thì dẫn đến hai góc cùng phía phải bù nhau, vậy là góc A cộng với góc D là bằng 180. Đúng chưa? Rồi, vậy là mình đã sử dụng giả thuyết thứ nhất ABCD là hình thang. Bây giờ mình sẽ sử dụng giả thuyết thứ hai ABCD nội tiếp. Thì mình mới vừa học xong, nếu trước giác ABCD nội tiếp thì góc A và góc C là hai góc đối nhau thì nó sẽ bù nhau. Vậy mình có góc A cộng góc C bằng 180. Kết hợp hai điều này chúng ta dẫn đến là góc C bằng góc D. Mà góc C và góc D là hai góc ở đáy của hình thang ABCD. Vậy theo kiến thức lớp 8, chúng ta kết luận hình thang ABCD là hình thang cân, theo dấu hiệu là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân. À, vậy là chúng ta đã chứng minh được chiều thuận. Bây giờ chúng ta chuyển qua chứng minh chiều đảo. Rồi, chiều đảo cho chúng ta điều gì? Rồi, chiều đảo cho chúng ta là ABCD là hình thang cân. Yêu cầu mình chứng minh nó nội tiếp. Đây, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng giả thuyết đó để chứng minh. Rồi, bây giờ cho hình thang cân này sử dụng điều gì nè? À, đơn giản mình học rồi. Trong hình thang cân thì hai góc kề một đáy nó sẽ làm sao? Bằng nhau. Vậy là ở đây mình sử dụng suy ra được là góc C bằng góc D. Mình cho là số 1, mình để dành nó đi. Thì ngoài ra hình thang cân thì hai cạnh đáy của nó cũng phải song song với nhau, đúng nè. Vậy chúng ta sử dụng tiếp của giả thuyết thứ hai song song dẫn đến là góc A và góc D bù nhau. Rồi kết hợp hai cái điều này lại thì dĩ nhiên góc A cộng góc C bao nhiêu? Bằng 180 độ. Mà góc A và góc C là hai góc đối của tứ giác ABCD. Vậy suy ra tứ giác ABCD của mình nội tiếp. Nắm rõ chưa? Vậy là mình từ giả thuyết ABCD là hình thang cân, mình đã chứng minh được là ABCD nội tiếp. Vậy mình có mình lý bổ sung thứ ba. Hình thang nội tiếp khi và chỉ khi hình thang đó là hình thang cân. Rồi. Vậy thầy đã chứng minh xong định lý thuận và đảo của định lý bổ sung thứ ba và sau này chúng ta có quyền áp dụng để làm bài tập. Rồi vậy tóm lại, từ nãy giờ chúng ta thâu tóm được những điều gì? Chúng ta có 4 điều. Điều thứ nhất là dựa trên định nghĩa tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có 4 đỉnh cùng thuộc một đường tròn. Đây, điều số 2, tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Điều thứ ba, tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện. Thứ tư, tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứ hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Và thứ năm, hình thang nội tiếp khi và chỉ khi hình thang cân. Rồi, đó là năm điều chúng ta rút ra được từ bài tứ giác nội tiếp. Nhưng bây giờ sử dụng nó năm điều đó như thế nào vào việc giải bài tập? Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng năm điều này vào việc giải bài tập. Thì khi giải bài tập liên quan tứ giác nội tiếp thì nó gồm có hai loại. Loại thứ nhất là đề bài cho mình tứ giác nội tiếp thì mình sẽ sử dụng được những gì? Hay ý nói là muốn cho mình cái gì đó. Rồi, giờ mình coi coi nếu cho mình tứ giác nội tiếp thì mình có được những điều gì? Đây, điều thứ nhất là theo định nghĩa bốn đỉnh nó cùng thuộc một đường tròn. Đúng nè. Vậy nếu như thầy có tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O thì theo định nghĩa bốn đỉnh này cùng nằm trên đường tròn tâm O. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ. Mà sau này thường thường mình nói ngắn tắt là hai góc đối bù nhau. Vậy theo tính chất này chúng ta có nếu tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O thì hai góc đối A và C cộng lại bằng 180 độ. Hai góc đối B và D cộng lại cũng bằng 180 độ luôn. Rồi, đó là điều số 2. Điều số 3. Góc ngoài tại một đỉnh
bằng góc trong của đỉnh đối diện, mà sau này mình nói ngắn tắt là góc ngoài bằng góc đối trong. Góc ngoài đây, góc ngoài đây bằng góc đối trong, hoặc là mình nói lại góc trong bằng góc đối ngoài. Mấy em hiểu ha? Rồi, đó là mình suy ra được cái cặp góc bằng nhau khi có tứ giác nội tiếp là góc ngoài bằng góc đối trong. Và điều thứ tư, hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Có nghĩa là sau này mình có tứ giác ABCD nội tiếp thì mình sẽ suy ra được là góc DAC và góc DBC bằng nhau mà không cần phải chứng minh giải thích gì nữa hết. Nắm rõ ha? Rồi, đó là những điều mình có khi người ta cho mình tứ giác nội tiếp. Rồi, cái loại thứ hai là gì? Cái loại thứ hai là người ta yêu cầu mình chứng minh tứ giác nội tiếp. Để chứng minh tứ giác nội tiếp, mình có 4 dấu hiệu. Được chưa? Rồi, bây giờ làm sao để nhận biết các dấu hiệu đó mà mình chứng minh? Rồi, dấu hiệu thứ nhất là tứ giác có 4 đỉnh cùng thuộc một đường tròn. Và cái dấu hiệu nó báo cho mình á là khi mình có nhiều góc vuông để mình có điểm thuộc đường tròn đường kính đó, hoặc là mình đã có nhiều điểm cùng thuộc đường tròn rồi. Chẳng hạn như cái hình này. Đây, quan sát hình này ha, nghe thầy nói ha. Chẳng hạn như mình có góc BAD, góc BED và góc BCD bằng 90 độ. Vậy từ đó mình sẽ suy ra được là các điểm BAEDC cùng thuộc đường tròn đường kính BD. Được chưa? Vậy từ đó mình suy ra được tứ giác BAEC nội tiếp vì 4 đỉnh này cùng nằm trên đường tròn đường kính BD. Rồi, đó là cách để mình nhận ra dấu hiệu thứ nhất. Rồi, dấu hiệu thứ hai là tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng 180 độ. Đó là hai góc đối bù nhau á. Thì cái dấu hiệu này mình sẽ phát hiện ra nó khi nó mình có hai cái góc đối mà mỗi góc đối là bằng 90 độ đó, cộng lại 3.8 đúng không nè? Được chưa? Rồi, dấu hiệu thứ hai là dễ nhận biết nhất. Rồi, bây giờ mình qua dấu hiệu thứ ba là tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện. Góc ngoài, mình gọi tắt là góc ngoài bằng góc đối trong đó. Được chưa? Thì cái dấu hiệu để mình biết được sử dụng nó là gì? Là khi nó có một cạnh kéo dài. Ở đây chẳng hạn thầy kéo dài cạnh CD về phía C thành CX nè, để thầy có góc ngoài. Được chưa? Và từ đó thầy đi so sánh với cái góc đối trong của nó, nếu bằng nhau thì kết luận nó nội tiếp. Rồi, dấu hiệu thứ tư. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Và cái dấu hiệu để mình nhận biết nó là sử dụng khi có hai cái đường chéo của tứ giác. Được chưa? Đây, tóm lại mình có 4 dấu hiệu để chứng minh tứ giác nội tiếp và thầy cũng đã chỉ ra cách nhận biết của từng dấu hiệu đó. Thì qua bài sau sẽ có một số bài tập để chúng ta áp dụng dấu hiệu nhận biết. Thì nhớ cái bảng này để chúng ta phát hiện ra nó đi và áp dụng những dấu hiệu thích hợp ha. Thì nói tóm lại, đó là cái phần tứ giác nội tiếp. Đây, như mình còn một phần nữa là gì? Hình thang cân. Thì hình thang cân thì mình đã học rồi. Nó có bao nhiêu dấu hiệu nhận biết? Mình đã học ở dưới lớp 8 nè. Nó có hai dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu thứ nhất là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân. Rồi, dấu hiệu thứ hai, hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Và lên lớp 9 chúng ta nhờ vào tứ giác nội tiếp chúng ta chứng minh được dấu hiệu thứ ba, hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân. Vậy là nói tóm lại, hình thang cân có 3 dấu hiệu nhận biết. Và từ cái bảng 5 điều chúng ta đã chia thành là 3 vấn đề. Và mỗi vấn đề thầy đã hướng dẫn một cách cụ thể, thì thầy hiểu các em, thầy mong các em hiểu được các vấn đề này để sau này chúng ta áp dụng vào phần bài tập cho nó dễ dàng. Vậy nói tóm lại, bài học chúng ta là như thế này. Tất cả những gì chúng ta học, thầy tóm tắt thì ghi rất là nhiều chữ đó, nhiều bạn nhìn vô đó đói đó. Nhưng mà tóm lại, chỉ cho cách nhớ nè. Chỉ cần nhớ 4 cái đường tròn này là 4 tính chất. 4 cái tứ giác này là 4 cái dấu hiệu.
ha, và thầy ghi cụ thể cách nhận biết cân dấu hiệu. Và cái thứ ba là hình thang nội tiếp là hình thang cân. Đây, đó là dòng thứ nhất, dòng thứ hai và cái dòng cuối cùng này là ba cái dòng chính mà chúng ta cần nhớ. Đây, để tiện thì nhớ chụp lại, lưu lại trong điện thoại để sau này khi học lỡ quên, bật lên, à nhìn nó, nhớ lại, nhớ nha, dùng chợ để làm bài tập ở nhà nha, chứ không phải dùng để làm kiểm tra trong lớp nha. Đây, thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì sau khi học bài hôm nay thì thầy mong các em nắm được tất cả các kiến thức thầy đã truyền cho các em để sau này các em vận dụng vào các bài tập và không thấy hình học là cái môn làm cho mình hắc não nữa. Rồi, bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.